Anh em ơi, hôm nay máy lại tiếp tục về phục vụ cho anh em đây nha. Hôm nay thì bên mình về được 3 con, 2 con DC70, một con 70H với một con 70G nè bà con ơi. Với lại một con DC105X tầm giá 300 nha. Rồi, đầu tiên xuống chiếc nào thì em sẽ quay chiếc đó. Video này hơi dài nên em nào quan tâm chiếc nào thì cứ tua video nhanh qua giùm em. Bên công ty em là cơ sở công ty máy nông nghiệp Thủy Tiên, tại địa chỉ 1/7 Long Thuận A, Long Phước, Đồng Hồ, Vĩnh Long. Đó. Rồi bây giờ đầu tiên sẽ gửi tới bà con chiếc này tầm giá hơn 200 triệu thì bà con sở hữu được một xe 70. Chiếc này thì tình trạng ơi, động cơ bơm zin, xe này đời 2017 nha bà con. Đây, giờ quay dàn chân gửi bà con trước ha. Ở trong nó mới lướt nước sơn nhẹ thôi nè, thấy không? Đây. Tối quá, để em chào máy nó quay lại. Rồi, tình trạng xe này động cơ bơm zin hộp số có mở kiểm tra, nhưng mà bà con yên tâm, bên em sẽ bao mở kiểm tra hộp số với bơm lại cho bà con một lần nữa nha. Đây. Rồi về đến hai, cho em quay máy. Rồi, đầu tiên xe này để vô rửa đáy xịt dầu ra cái. Rồi bông cuốn đây. Bông cuốn này không móp. Cái nắp này nó có lai ha, bông cuốn chống vận tải nó hơi lai ha. Thì bông inox thì mình đỡ phải thay lại thôi. Còn cái nắp này thì em sẽ kiếm nắp zin em gắn lại cho đẹp cho bà con ha. Hàm này thì đã lót inox rồi. Ha, hàm kéo nguyên. Ha, hàm ơi. Xe này đời 2017 nha bà con. Rồi quay cái máy lại đi để quay dàn chân ơi. Đít này hơi móp nè. Thì cái nào anh em mua máy xong rồi không ưng thì em sẽ thay thế lại cho anh em hết ha. Rồi, giờ quay gửi cho bà con nhìn chân rồi ha. Đây, ở trong nó mới xước nhẹ nước sơn nha. Đó. Cơ bông zin đời 2017. Có ghi gõ gạn đi hết nè. Chiếc này thấy cam nha anh em. Rồi. Ở đây. Đây, mở ra cho bà con xem cái nắp này bên trong nó ha. Anh ơi. Đây, mở ra quay cái nắp này cho bà con xem. Rồi, tiếp theo bên đó là một chiếc 105, giá tầm giá 300 ngoài triệu ha. Rồi, cây sắt này còn thẳng băng luôn, em thấy không? Lưới thì nó mòn thì bên em sẽ thay thế lại cho anh em mình miễn phí ha. Sàn trước trên zin, sàn giữa zin, đuôi cá thiếu một cặp thì gắn lại thôi chứ không vấn đề gì hết. Nói chung là cái vách chỗ này nó sạch nè. Quặng thì nó đã có thay rồi ha. Tầm giá hơn 200 triệu. Cỡ này mà bao bảo dưỡng là quá hợp lý rồi. Còn anh em mà không bảo dưỡng thì giá chưa tới 200 anh em. Ha, bên em bán máy là có cái gói bảo dưỡng cho anh em hết. Hơn 200 triệu thì đã có một chiếc rồi ha. Rồi, đầu tiên rồi xong chiếc này nha. Rồi tiếp theo tới chiếc 105X dàn chân thì nó hơi xét nhẹ. Cái này xét thôi chứ không có bị vấn đề gì hết nha. Cái này xích nó đứt nè, là bao thay xích mới, là được cặp xích mới rồi nè, là cái nhất. Cái thứ hai nữa, cái sắc này là sẽ sơn, chà ra sơn lại ha. Lại gần gần quay cho anh em coi ha. Đó, còn dàn khung gầm ở trên là còn được nha, chứ không có xét như cái chân dưới. Hình như cái chân này ông chủ cũ ông không có rửa hay sao á. Mấy trăm lẻ thường là zin 3 hết anh em. Trăm lẻ thường zin 3 hết. Chiếc này đời 27 luôn nha. Đây, sắc xi trong còn được ha. Thì máy về sau có khen có chê có. Thì nói chung là mình quay lên cập nhật cho anh em xem. Ví dụ thích chiếc nào thì anh em lấy chiếc đó. Còn nó bị những cái mà như thế này thì bên em sẽ bao dọn lại cho anh em. Đó, kiểu như là làm gì, chà ra rồi sơn lại thôi, chứ nó không vấn đề, không ảnh hưởng tới máy móc, miễn sao động cơ tốt là được. Xích ok là được ha. Rồi lên đây quay cái hàm. Xích này thấy đứt là anh em có cộng xích mới rồi nè. Rồi hàm này còn khoảng được 7 nút nha nè. Đó, không bị xé nhưng mà bị ăn mấy quả dừa ha. Hàm này được có 7 nút. Trăm lẻ mà giá rẻ mà. Trăm lẻ này thì nó nằm giá tầm lên quanh 300, trên dưới 300 nha. Có thể là 200 mấy ha. Giá rẻ thì cái đòi hỏi về cái độ đẹp thì nó không có cao được. Còn anh em muốn đẹp thì anh em mua máy 300 mấy 400, nói chung tiền nào của nấy nha anh em. Đó, 2017 nha. Máy đời 2017. Em thấy không? Nghe tay em chỉ đó. Zin 3 chắc rồi. Trăm lẻ là thường là zin 3 hết rồi. Rẻ mắt cũng zin 3. Vết hàm sao còn ok. Băng tải à, không lủng không gì hết nha. Đó. Chỉ có bị xấu là cặp kiếm này thôi. Cặp kiếm này anh em không thích thì có thể thay kiếm mới luôn cũng được nữa. Thay kiếm khác luôn ha. Kiếm khác luôn. Rồi tới bên đây tiếp tục. Tiếp tục là một em DC70G. Xe này cũng 200 mấy chục triệu thôi. Lô này về lô máy ghẻ nha. Còn lô máy lướt á, là vài bữa nó mới về sau. Lô máy lướt vài bữa mới về sau ha. Con cuốn này, chân cẳng đem quay trực tiếp cho anh em xem hết ha. Chân cẳng này nè. Này hồi nó về tẩy phèn ra nữa, tẩy ra cái nữa rồi chụp lên hình cho anh em xem. Về ba chiếc này là cái lô này là nó thông báo cho anh em lô này giá tầm 200 mấy chục triệu thôi nha. Từ 70G, 70H, 105, 200 mấy chục triệu thôi. Nhưng là tiền nào của nấy ha.
anh em xem thí dụ mà thích chiếc nào thì em sẽ bao bảo dưỡng lại cho anh em hết. Rồi đây ví dụ như là chiếc này nè, chiếc đời 26 BG rồi hả, à, cái máy này là DC70, không phải thái cam cũng không phải thái xịn, chiếc này là của Myanmar nha, MM đây nè, MM này ha. Anh em nhìn mấy cái ký tự ở trên đây đó anh em biết nè, thấy không, MM Myanmar ha. Myanmar thì thường là về 10 chiếc thì có sẽ có khoảng 1-2 chiếc Myanmar, rất là nhiều. Đó, ví dụ bây giờ mình ưng cái máy nào đó mình chỉ chốt là bây giờ bao bảo dưỡng là hết nguyên con rồi là ok, chứ còn mà tại vì cái máy nguyên bản của nó là nó như vậy. Ví dụ anh em mà mua xong rồi thì em sẽ tút tác lại hết, bảo dưỡng là hết, như ví dụ như Google Đức nè, sẽ hỗ trợ anh em thay Google mới đó. Còn ví dụ như mà xích Đức ok, sẵn sàng bên em đổi xích, ví dụ đổi xích cũ với xích cũ với nhau, còn xích mới thì mình cắt thêm tiền nha anh em. Còn máy móc thì có cái chỗ nào anh em không ưng á, cái chỗ nào anh em không ưng ý thì bên em sẽ làm lại hết chỗ đó cho anh em ha. Còn anh em muốn mà nó liền hơn thì anh em lựa máy cao tiền xíu thôi, em còn rất là nhiều máy cao tiền hơn, tầm 300 mấy có, 400 mấy có. Bây giờ em chạy ra sao em quay cho anh em dòng máy, đây giờ em sẽ ra sao quay dòng máy cho anh em mình xem ha. Đây máy thì còn rất là nhiều, 70 nè, nó còn rất là nhiều dạng xe luôn. Ví dụ giờ anh em chê mấy chiếc nãy đi, có thể lựa mấy chiếc này đó, là đời 2021 nè, là 2021 chạy lướt nè, nó 2021 hàng vừa xài 300 ngoài nè, là hàng chạy lướt luôn nè, này cũng 21 luôn, nhưng mà cái tem này bên em đang hết nên là không có dán vô, hôm bữa về là không có cái nắp này luôn. Rồi máy thái xịn có, thái cam có, thái Myanmar có, nói chung chạng nào cũng có hết, nói chung mình tiền cửa tiền nào thôi, chứ còn mà máy móc là bây giờ tầm anh em cầm cỡ chừng 240 triệu là anh em mua được chiếc 70 ngon lành cành đào rồi đó, 240 triệu là mua được chiếc 70 ngon lành cành đào rồi. Ở bên em đang nhận bảo dưỡng máy sau khi bán hàng rất là nhiều luôn đó. Đây quay cho anh em xem vòng, ví dụ giờ anh em mua cái máy xong, ví dụ giờ anh em mua cái máy xong đi thì bên em sẽ mở ra hết để kiểm tra lại cho anh em toàn bộ các bộ phận như là hàm nè, băng tải nè đó, rồi muôi đó, rồi dàn thùng đó. Ví dụ anh em không ưng cái nào thì bà con mình không ưng cái nào thì em sẽ làm lại cho bà con chứ đó. Hiện tại xưởng bên em đang bảo dưỡng rất là nhiều máy để bán cho khách nữa hả. Nào khi nào khách hàng mua xong thì bên em mới bảo dưỡng nha, nhắc lại là khi nào mua xong bên em mới bảo dưỡng. Đây như chiếc này Vin 3 nè ha anh em, Vin 3 nha, nó gòn giữa nè ha. Chiếc này thì giao về ngoài Bắc cho anh trai nè, rồi còn bảo dưỡng là bảo dưỡng gì, dàn sàn, dàn thùng này kia đâu nè, này như hộp số rồi bên em cũng mở ra hết à, kiểm tra bảo dưỡng là cho khách em hết ha. Bây giờ chiếc này đi, dàn sàn đây, em cũng cắt ra em vôi nóc hết nè, thấy không, máng khoang nào, máng bui, máng chắc nè, tấm nón máng khoang nè, lưới bọn rồi làm cho sạch sẽ giống vậy luôn nè ha. Cái dây cộm vậy mới được, làm chi tiết bởi vậy nó hơi lâu chút xíu ha, làm chi tiết bởi vậy nó hơi lâu xíu, như cái thớt trên này em làm xong rồi nè ha. Đó, thành đập thì thay mới hết rồi cho anh em hết. Đó, tùy theo giá tiền với lại tùy theo cái cách bảo dưỡng mà anh em về sử dụng. Rồi nói chung là cái video này em xin kết thúc tại đây ha. Bà con nào nhà mình đang cần máy cài hay máy gạt gì thì cứ liên hệ cho máy luôn thì tiền.